Sáng ngày 25 tháng 7, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng 7 giờ, lễ viếng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được cử hành. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức lễ tang điều hành lễ viếng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng. Tiếp đó, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Quân ủy Trung ương do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại lễ viếng, các đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu các ban bộ ngành Trung ương, các địa phương đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tình cảm và sự tiếc thương sâu sắc, đoàn đại biểu các nước Indonesia, Cộng hòa Cuba, Đại Hàn Dân Quốc, Australia, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, Cộng hòa Vanuatu, Liên bang Thụy Sĩ và nhiều tổ chức quốc tế đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm: Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, các tổ chức đoàn thể xã hội đã có mặt để dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thường trú tại nhà số 5 phố Thiển Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác từ năm 1967, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13, tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn,
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thành phố Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Theo thông báo mới nhất, sau 18 giờ hôm nay 25 tháng 7, Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt tài khoản định danh điện tử VNEID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.